Xin kính chào toàn thể các bác trên các mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hưng Yên một ngày nắng và ít gió thì bây giờ sẽ quay review cho các bác xem cái cặp loa súp mà các bác kêu là đang để câu view. Chứ thật ra cũng loa thì đéo. Nhiều các bác kêu thế và cũng nhiều các bác đến tận nơi rồi, nhưng mà em đã nói trước rồi, đơn này là của khách. Họ đã chuyển khoản 100 trang và bây giờ là chỉ chờ mỗi cái là gì? Nổ địa chỉ. Đấy, trong ngày hôm nay mà không thấy địa chỉ nữa này, em gọi điện lại cho bác khách của anh ơi, thì anh có đấy không? Nhiều người hỏi lắm đấy, kiểu kiểu ấy. Để xem bác khách bác ý kiến như thế nào các bác nhé. Thì đấy, trong phần các bác đây là đôi súp em thanh lý lại cùng một bác khách trên Bắc Ninh. Thì bất ngờ với cái cấu tạo đó là bát 50 giờ CF, thép từ rất là dày đây này, thép từ rất là dày, nam châm nhá, sâu từ viền này đến tận mép đây, được chưa? Cực kỳ sâu luôn, đến tận qua cái lỗ này một tí này. Đấy. Nên là cái cặp súp này em đánh giá được củ bát thôi, còn thùng thì ôi dồi ôi, ok, thùng thì không nói được. Em nghĩ là cái hôm đâu rồi định giá và báo giá cũng như là tính tiền với bác ở trên Bắc Ninh này, nhìn cái màng này, nhìn cái khung xương này biết là gì là của giờ xếp rồi. Nhưng mà không nghĩ là cái củ bát này nó lại xịn đến thế, thành ra là giả giá đôi này nghe có vẻ nó bác khách hơi khó chịu. Con này thì bát 50 từ 22 côn 100 nhưng lại hai tầng nhện nhá, một nhện trên và dưới đây có một nhện nữa, gọi là hai nhện. Nên là bác khách nào mà hôm trước vớ được cặp này nhá thì là cứ phải gọi rực rỡ luôn. Về bán đâu cũng lại, em bán cho bác là 4,2 triệu giá tại cửa hàng, và bác về bác bán kiểu gì thì kiểu vớ vẩn cũng phải tầm 5,5 triệu. Bởi vì không ngờ là nếu mà cổ xịn này, nếu em mua thì theo giá trị, còn đây là mua theo kiểu là dạng là nhìn cái qua cái lưới thôi, không tháo ra. Chứ mà biết mà như này mà tháo ra, em mua của bác khách kiểu gì thì kiểu vẫn phải 4,5 triệu đôi này. Nếu như tháo ra mua của khách, giả biết nhất phải được 4,5 triệu. Đấy, hôm ý là thôi được rồi, gọi là ăn may nhá. Chú xem chú thông cảm cháu nhá. Cháu thi thoảng vớ được miếng thịt thôi nhá. Chú cho cháu ăn miếng thịt nó có tí mỡ tí. Được không ạ? Đấy. Ở đây, bát của BQ Precision nói 18X. Non phép quy chan Đức Tư. Thông số đáp tuyến là từ 25 Hz đến 1,5 kHz 8 ohm. Công suất tối đa 3000W, RMS 800W, 4 inch vai côn tức là côn 100. Từ 2 côn 100, được chưa? Đấy nha. Bát thì tình trạng là côn còn rất là đẹp bởi vì đánh rất là ít. Với lại là bác Khanh bác sử dụng cái con đẩy ấy, đẩy Việt Nam nên là đánh nó không ra hết được chất. Đấy. Sáng hôm nay đọc nhiều diễn văn quá. Con này thì bác dùng con đẩy Việt Nam đánh nó không ra hết được chất. Nếu như bác sử dụng cái con đẩy Monte Block mà đánh đùi này nó mới là chất, đánh nó mới căng được, nó mới ra hết chất được các bác ạ. Bây giờ tiếc thế. Đấy. Hôm nay mở ra thì bắt đầu mới ngớ ra là bác khách bác chuyển khoản là bác hời, rất là hời luôn. Đây em chia sẻ luôn, như bên cửa hàng khác là họ không ý kiến đâu. Đấy, thùng em còn chưa sơn lại nhá. Đấy, báo luôn là giá như thế, bảo nó con này tới 2,1 côn. Đấy, nhưng mà không nghĩ là nó lại xịn đến mức này. Em nghĩ là cái bát Trung Quốc là rẻ tiền thôi, hoặc là bát HQ vớ vẩn thôi. Nhưng không ngờ con này được cái bát BQ Trung Quốc, khá là xịn. BQ thật ra nó cũng mượn tên thôi chứ tất cả nó của giờ xếp hết. Nhìn cái khung xương vách thùng, à khung xương. Đấy. Con này dây cuốn côn khá là to và dây còn cực kỳ mới. Tức là cái loa này là chưa đánh được nhiều, chưa đánh được cái gọi là chuyển màu côn. Con này đánh mà chuyển được màu côn, tức là đánh RMS được trên 80% công suất của loa thì côn nó mới đổi màu. Còn đánh 100% công suất loa thì con này đã khói từ lâu lắm rồi. Được chưa ạ? Bên em chia sẻ những cái gì đúng nhá. Đấy. Bát 50 từ 2,1 côn. Thùng đây. Sáng nay bỗng dưng lại mất giọng chứ này. Thùng đây. Bên trong thùng là cái ống nước. Đấy. Thùng thì thùng đặc đạo, được chưa? Còn nếu mà các bác chê thì thôi, tùy. Chê là không đến được các bác mua. Mà đây cũng gọi là ăn may vớ được thôi, chứ còn như bình thường không có chuyện này đâu. Ăn may vớ được thôi. Ví dụ như đôi này mà cho phép em giả giá lại, tức là cho phép tháo loa trước khi mua, thì em giả bác khách là 4,5 triệu, chứ không để bác thiệt. Người chủ loa ấy, dám giả luôn. Hôm nay mất giọng quá, các bác thông cảm. Từ sáng giờ đọc hơi nhiều diễn văn. Ở đâu ạ?
chia sẻ đến đây thôi nhá. Test thì em không test đâu, bởi vì cái này là của bác khách bác chuyển khoản hết rồi. Nổ địa chỉ em gửi hàng, được chưa? Còn ý kiến nữa thôi, tùy. Còn ý kiến nữa thì thôi, tùy. Em bán giả lại tiền, em bán người khác này. Hôm qua có bác khách ở trên Đào Dương, Bắc Sơn, Ân Thi nha. Bác xuống tận nơi, cũng Ân Thi cũng huyện em thôi, bác xuống tận cửa hàng. Bác hỏi đôi 7-2 năm thì em không quay với bác, bởi vì 7-2 năm em để bên kho bên nhà kia. Còn đôi 7-18 này thì bác khách bảo là nếu như ông kia mà ông chuyển khoản rồi mà ông không đấy, chú đẻ lại cho anh gửi thêm chú tiền. Hoành tráng thế, có một đôi loa súp mà các bác tranh nhau đấy này. Lần sau em cũng chia sẻ luôn nha các bác nào nha. Ví dụ thích cái gì ấy, thì nhắn tin, không trả lời đâu, em nói thật. Những cái hàng ví dụ như mấy cái hàng thanh lý này em không nói chuyện làm gì. Mấy cái hàng thanh lý này nhắn tin em không trả lời đâu. Ví dụ như đẩy bãi này này, mấy con này, 4 con. À 5 con thì có 4 bác khách chốt rồi, còn một con duy nhất thôi. Các bác nào mà đấy thì đấy. Thì nhắn tin ví dụ cái này còn nhiều ấy, thì còn nhắn tin còn hỏi được, và em mới còn không thì em sẽ trả lời. Còn những cái hàng này em nói nhanh như 7-2 năm nhá, mấy cái đôi súp này là bay đầu tiên. Còn đẩy thì chắc là còn ở đây chơi với em lâu dài. À, cộng với đó là một cái nâng tiếng, một cái vang vang Gluten thì chắc cũng ở đây chơi lâu dài với em. Còn những cái này nếu như cần đấy nếu như cần đấy là phải gọi điện, chứ không có kiểu nhắn tin đâu. Nhắn tin có đâu em trả lời, bởi vì những cái hàng này hàng thanh lý mà nhắn tin còn chờ trả lời đấy, thì các bác không mua được đâu. Bởi vì nhắn tin chưa kịp nhắn, các bác nhắn tin thôi đã có người khác chốt rồi. Khi các bác nhắn tin là người khác là người ta chuyển tiền rồi đấy, bây giờ là người ta chuyển tiền rồi. Xong là các bác cứ gọi bảo là sao chú em kêu thế, anh nhắn tin không thèm trả lời. Không phải, bởi vì những cái hàng này nó bán quá là nhanh, bây giờ em trả lời các bác lại bảo em thần yêu này kìa, mà rõ ràng hàng bắt đầu đây đấy, được chưa đấy. Chia sẻ luôn các bác, nhiều các bác này cứ nghĩ em thế này thế kia. Thật ra là như này, nếu như những cái hàng gì mà các bác cảm thấy mua được mà giá tốt, các bác phải gọi điện ngay, chứ mà để lâu là không có đâu, không còn đâu. Nói luôn nhá, đôi này báo luôn là 4,2 triệu. Nếu như bác khách kia không lấy thì em có người khác lấy, người ta giả thêm tiền. Nói luôn đấy. Còn vì một lý do nào đó, ví dụ các bác mà muốn nớt giá nhá, bây giờ bác khách này đấy, em không báo địa chỉ bởi vì chưa nhận được địa chỉ của bác. Cứ biết là đuôi 3 số cuối là 620. Nếu như bác mà không lấy, đuôi số điện thoại bác khách là 620, 3 số đuôi. Nếu như không lấy nha, em chuyển từ loa này của bác khách này sang bác khách kia, xong là lãi bao nhiêu thì em cộng hết cho bác khách đuôi 620 kia. Đấy, em chỉ xin đúng 200.000 thôi. Tùy, các bác muốn nướt giá nhanh, không phải bê về mà vẫn muốn kiếm tiền thì em bắn luôn, báo giá luôn đấy. Đấy, cộng 200.000, xin công 200.000. Đấy. Còn các bác nào thích kiểu gì thì kiểu. Ví dụ thế, ví dụ bác khách ở trên Đào Dương, Đào Xá, Đào Dương Bắc Sơn Ân Thi mà vẫn thích thì làm việc với số điện thoại đó và hai bác thông báo nhau giá cả kiếm ăn được thì bác chuyển tiền cho bác ở trên cái số là 620, và bác 620 sẽ có khách nghiện là gọi điện cho em và ông Độc ơi chú đóng hàng rồi là chờ ông ở trên kia ông xuống ông bê đấy. Ví dụ thế thì em chia sẻ luôn nhá, chứ không nhiều các bác lại bảo em thế này thế kia. Em bán hàng khách quan lắm, bên em bán hàng thật lắm, mất lòng thì thôi, chứ còn nếu mà được lòng tin của các bác thì các bác tin dài dài. Còn các bác nào đã mất lòng rồi thì thôi, bởi vì bên em có sao nói vậy, mua được thì mua, không mua được thì các bác mắng khen hay chê hay là cái gì thì tùy đấy, mỗi người một tính mà. Bên em tính của em là thế, tính của em là có sao nói thế, chứ không lòng vòng, bán hàng nó thẳng luôn, chứ không oằn tà vằn đơn cơn. Chỉ có mỗi cái bên em mắc cái điểm yếu và cái điểm sai phạm, cái đấy cũng giết cũng kể tội luôn nha. Bên em có cái điểm yếu đó là làm một mình. Ví dụ các bác đặt đơn mà báo hôm nay gửi ngày mai mới nhận được, các bác thông cảm. Báo hôm nay gửi mà tuần sau mới nhận được, các bác cũng thông cảm. Mà các bác thấy cái báo là tuần em gửi rồi nhưng mà không thấy hàng đâu cả thì các bác cũng hết sức thông cảm. Bởi vì nhiều cái hàng nó lỗi em không gửi được luôn nha. Nhiều hàng nó lỗi không gửi được, và nhiều hàng nó thông báo nó có hàng nhưng hết hàng. Đấy, báo lại các bác thì các bác lại kêu là ô thế này thế kia, em không nhận tiền của các bác đừng có bán em. Đấy, nhiều các bác bảo lấy cái này lấy cái kia nhưng em không nhận cọc nên là không báo hàng. Đấy, ok nha. Thì thôi chia sẻ đến đây thôi nha. Bây giờ em sẽ nắp lại đôi súp này và chờ. Đấy, bác khách có đôi số điện thoại là 620, còn lấy không thì tùy, lấy thì đóng gói và gửi đi, còn không đấy thì em sẽ chuyển cho khách khác giả lại tiền, được chưa? Đấy, ok nha. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.